Bị cáo Cao Quốc Phong, sinh năm 1983, ngụ tại ấp Kiến Quế, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vào một ngày trời mưa nặng hạt. Ngày diễn ra phiên tòa, chỉ có vài người thân của Phong đến dự. Nhìn gương mặt Phong sáng sủa và khá hiền lành, nhưng Phong lại là hung thủ cướp đi mạng sống của một cô gái trẻ là nhân tình của Phong. Ngày ra tòa, Phong tỏ ra rất hối hận. Phong nói những gì Phong đã gây ra là không thể nào tha thứ được, nên Phong không cầu xin được tha thứ và chấp nhận nhận hình phạt vì những gì Phong đã làm. Nếu như tôi không mê trò đỏ đen, nếu như tôi cố gắng làm việc, sống vì gia đình, thì kết cục của cuộc đời tôi không bi thảm đến như vậy, Phong tự vấn bản thân. Cho đến khi Phong nghĩ được tất cả những điều này, thì Phong đã không còn cơ hội để làm lại cuộc đời của mình nữa. Phong lớn lên trong một gia đình khá giả, được học hành đàng hoàng. Hàng xóm của Phong đến dự tòa nói Phong được coi là người thành đạt khi có gia đình hạnh phúc và công việc ổn định. Phong vốn hiền lành nhưng có tật ham mê cờ bạc. Tật xấu ấy của Phong ai cũng biết, bởi Phong từng bị giang hồ đến nhà đòi nợ rồi phải bán nhà để trả nợ. Người dân sống tại địa phương của Phong biết tật xấu của Phong, nhưng ít ai nghĩ Phong dám ra tay giết người rồi vứt xác phi tang. Bởi ham mê cờ bạc nên Phong nợ một số tiền lớn không có khả năng chi trả. Vợ Phong nhiều lần khuyên Phong bỏ cờ bạc nhưng Phong không nghe lời. Cha mẹ Phong cũng hết lời khuyên Phong nhưng không được, nên mới lâm bệnh. Số tiền Phong kiếm được sau 3 năm xuất khẩu lao động sang Nhật cũng theo thói mê cờ bạc của Phong mà tiêu tan. Và năm trước, Phong và vợ cùng làm việc tại văn phòng công chứng. Cuộc sống của gia đình Phong rất hạnh phúc. Vợ chồng Phong có 3 đứa con, một trai và một cặp sinh đôi gái. Gia đình nhỏ này cũng vì Phong cờ bạc mà tan nát hết. Vợ không khuyên được Phong nên quyết định sống ly thân, một mình nuôi 3 con nhỏ. Kể từ khi ly thân, Phong không còn vướng bận chuyện gia đình. Phong cũng nghỉ việc luôn để chuyên tâm chơi cờ bạc và ngày càng lún sâu vào nợ nần. Một ngày, Phong không còn một đồng dính túi. Trong khi Phong muốn được gỡ gạc lại những gì đã mất tại sòng bài bên kia biên giới, Phong quyết định giết nhân tình của mình để cướp tài sản. Đó là buổi chiều một ngày giữa tháng 5 2017. Phong nhớ lại mình có quen biết với chị Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1990, làm tiếp viên quán karaoke, thường đi xe tay ga và đeo nhiều nữ trang, nên nảy sinh ý định giết Đào để cướp tài sản. Nghĩ là làm, Phong chuẩn bị hung khí rồi điện thoại rủ Đào đến khách sạn trên địa bàn phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang thuê phòng nghỉ. Sau khi quan hệ tình dục, lợi dụng lúc chị Đào quay mặt chỗ khác, Phong lấy dao chém chị Đào nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Phong lấy toàn bộ tài sản của chị Đào rồi bỏ xác chị Đào vào vali ném xuống sông Hậu để phi tang. Việc Phong là hung thủ giết người theo nhiều người dự tòa là chuyện ngoài sức tưởng tượng của họ. Họ không thể ngờ được người như Phong có thể thực hiện hành vi dã man đến vậy. Ngôi nhà của Phong, nơi trước đây từng là nơi che hạnh phúc cho gia đình Phong, nay chỉ còn trơ gạch. Phong khai nhận Phong không ngờ được rằng hành vi của mình lại bị phát hiện sớm như vậy. Những ngày bị bắt giam và ngay cả bây giờ, bị cáo cảm thấy bị dằn vặt và đau khổ. Trong thời gian chờ đưa ra xét xử, nhiều đêm trong trại giam, bị cáo luôn gặp ác mộng. Cứ vừa chợp mắt là thấy oan hồn của Đào hiện về đòi mạng. Cũng vì thế mà ban đêm đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với bị cáo. Bị cáo đã mất tất cả khi mê cờ bạc và có thể sẽ mất cả tính mạng mình khi gây ra vụ trọng án, Phong hối hận trước tòa. Vì chủ tòa hỏi Phong sau khi gây án thì làm gì, Phong trả lời khi giết chị Đào, bị cáo nghĩ cách để phi tang xác. Bị cáo cũng bị thương phải điều trị tại bệnh viện, nhưng bị cáo không dám nhập viện vì sợ bị lộ. Bị cáo mua vali, quay lại khách sạn, bỏ xác chị Đào vào rồi thuê xe taxi chở lên cầu Cần Thơ. Khuya ngày 20 tháng 5 2017, bị cáo ném chiếc vali chứa xác nạn nhân xuống sông Hậu phi tang.
Số tiền kiếm được, bị cáo đưa cho vợ và mẹ một ít. Phần còn lại, bị cáo tiêu xài cá nhân và đem sang casino phía Campuchia đánh bạc thua hết. Một tuần sau ngày gây án, bị cáo từ Campuchia trở về Việt Nam thì bị bắt. Nghe Phong khai về hành vi giết người, người thân của chị Đào đã không thể kiềm chế được tức giận. Mẹ nạn nhân nói, kể từ ngày con gái mất, bà chưa một ngày thôi nhớ thương con. Nhiều đêm, trong giấc ngủ chập chờn, bà cứ thấy con gái hiện về than khóc. Con chết oan lắm mẹ ơi, con chết đau đớn lắm. Giật mình tỉnh giấc, bà vừa xót con, vừa giận kẻ đã giết con mình và muốn kẻ thủ ác phải trả giá. Dù biết thù hận sẽ không thể khiến con gái bà sống lại, nhưng ai cũng thông cảm và thương cho nỗi đau mà bà và gia đình đang phải gánh chịu. Về phần bị cáo Phong, khi đứng trước vành móng ngựa, Phong mới biết quý những gì mình từng có. Bên cạnh Phong, giờ đây đã không còn gia đình. Phong một mình đơn lẻ, nghe pháp luật luận tội mình. Vị chủ tọa hỏi Phong, sao lại giết người tình? Phong đáp, vì cần tiền để chơi cờ bạc. Câu trả lời của Phong khiến cả phòng xử án lặng yên. Họ tiếc cho Phong và cũng trách Phong bởi sự ích kỷ của bản thân mà gây ra nỗi đau khổ cho biết bao người. Phong xin lỗi gia đình nạn nhân, xin lỗi gia đình mình vì đã gây ra nhiều nỗi đau khổ cho họ. Phong không xin pháp luật khoan hồng cho mình mà chấp nhận mọi hình phạt. Hội đồng xét xử sau khi nghị án đã cho rằng hành vi của Phong là quá dã man nên không thể tha thứ được. Xét thấy Phong không còn khả năng cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội nên đã tuyên phạt bị cáo Phong mức án cao nhất là tử hình về tội giết người, 8 năm tù tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.